Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã đến thăm và chúc Tết Bệnh viện 199 nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Bệnh viện 199 đã có nhiều nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện 199 đã phát huy vai trò trách nhiệm là một trong những lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến với đại dịch. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Bệnh viện 199 tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với COVID-19, chung tay cùng Đà Nẵng kiểm soát tình hình dịch. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc tập thể y bác sĩ, cán bộ công nhân viên Bệnh viện 199 đón Tết đầm ấm, vui vẻ. Đại diện lãnh đạo Bệnh viện 199 cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cam kết sẽ phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, cũng như không ngừng nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh để phục vụ nhu cầu của nhân dân.